Xin chào toàn thể các bác, đặc biệt là các bác hộ gia đình mà vẫn còn đang cấy lúa, tức là làm ruộng ạ. Thì trong cái video ngày hôm nay thì cơ sở em xin giới thiệu những cái khay mạ đấy, để có bác nào cập nhật mà có nhu cầu mua về cái khay mạ này thì có thể liên hệ cơ sở bên em. Thì trước khi mà giới thiệu chi tiết về cái sản phẩm thì cơ sở em xin được giới thiệu về cái cách thức mua bán để các bác tiện trong quá trình đặt hàng. Thì quá trình đặt hàng thì các bác sau khi xem kỹ cái video giới thiệu của em về cái khay mạ này ngày hôm nay thì các bác alo cho bên em theo hai cái số điện thoại ở bên phía góc trái của màn hình. Đấy, các bác nhìn thấy hai số điện thoại ở bên phía góc trái của màn hình chưa ạ? Hai số đó thì nhân viên bên nhà em sẽ tư vấn cho các bác về cái khay mạ này, về cái giá cả cụ thể tại cái thời điểm các bác mua và quá trình đặt hàng. Đấy, cơ sở em thì ở Bắc Giang nhưng mà nhà em vận chuyển hàng toàn quốc qua ngành bưu điện. Các bác mua hàng thì không cần phải đặt cọc, cứ đặt hàng nhà em lên đơn, sau đấy chuyển hàng tận nhà, các bác kiểm tra hàng trước khi thanh toán giúp em. Và đây là cái sản phẩm như các bác đang nhìn thấy ở trên video, đây là những cái khay mạ và hàng thì em vừa nhập về đến đây. Thì cũng một vài bác cũng điện hàng điện để đặt hàng, và cũng có bác đặt rất là nhiều. Thì nhà em có cả bán sỉ luôn, nếu các bác mua sỉ thì em sẽ bán theo số lượng là thùng, nếu còn mua lẻ thì em bán theo số lượng là một chiếc như này. Đấy, một từng chiếc này các bác đã thấy. Và cái đơn hàng mà nhà em xuất hàng là 100 cái khay như này các bác nhé. Và ở phần cuối video em xin nhắc lại là em sẽ báo giá công khai cho cái sản phẩm này. Đấy, các bác nào thực sự quan tâm về cái khay mạ và làm mạ cấy theo cái phương pháp mạ khay thì các bác xem hết cái video này, em sẽ mô tả chi tiết về cái sản phẩm này để các bác nắm bắt được, để tiện cho cái việc mua bán các bác nhé. Thì đây là một cái khay mạ, thì các bác thấy là trong một tệp như này thì nó rất là nhiều những cái khay, các bác có thể thấy nó rất là nhiều những cái khay như này. Và một cái khay thì chất liệu của nó làm bằng nhựa, đây là nhựa này, và nó được làm theo từng cái lỗ nục lăng ở đây, 1, 2, 3, 4, các bác nhìn thấy cái ô nục lăng nó đây. Và ở phần dưới đáy thì nó có một cái lỗ thoáng như này để các bác nó sẽ thoát nước. Thì cái mạ thì các bác gieo ấy thì cái khay mạ từng cái khóm lúa thì nó sẽ ở trong cái này. Và chi tiết về cách làm các bác nhá, chi tiết về cách làm mạ khay và cái phương pháp làm mạ khay thì các bác có thể kéo xuống phần link mô tả phía bên dưới. Ở phần mô tả thì các bác sẽ xem được cái cách mà em đã từng làm một vài video hướng dẫn về cách làm mạ khay. Các bác có thể tham khảo thêm ở đấy. Và kích thước của cái khay mạ này thì một chiều nó khoảng gần sấp xỉ 40, nó tầm độ khoảng 35-36, còn một chiều là 60 các bác nhé. Chiều rộng là tầm 36 và chiều dài là tầm 60 cho một cái khay mạ này. Và trung bình một sào Bắc Bộ, tức là một sào Bắc Bộ ạ, là 360m2 thì sẽ dùng khoảng 30 khay mạ, là mật độ là vừa đủ cho một sào. Và cái việc sử dụng khay mạ này thì sẽ dùng được tầm độ khoảng 3 đến 4 mùa, tức là 3 đến 4 năm á, nó mới hỏng. Thì các bác bảo quản cho nó tốt thì dùng được lâu. Đấy, cho nên là cái việc chi phí cho cái việc mua cái này về làm nó rất là rẻ, nó không quá đắt tiền. Và cái quá trình mà mình gieo mạ ở đây thì nó, cái ưu điểm của nó là trong cái quá trình mà mình đi cấy thì tận dụng được sức lao động rất là nhiều, cấy rất là nhàn, mình không phải cúi lưng, nó rất là đau lưng. Thì cái này mình chỉ việc đứng ở trên bờ và mình lém những cái khay mạ xuống lúa theo cái khóm lúa, thì sau này cái ruộng lúa của mình năng suất nó cũng vẫn rất là đảm bảo trong cái quá trình là các bác thu hoạch cái vụ mùa của mình. Thì em ở Bắc Giang và cũng rất nhiều địa phương khác trên Việt Nam mình nói chung ấy, là cũng sử dụng cái phương pháp cấy mạ khay này cho cái việc là sử dụng vào cái việc cấy lúa cho những cái địa phương mà tức là đồng bằng trung du ấy, trung du ạ, chứ không phải là dạng đồng bằng lớn, thì sử dụng cái phương pháp này nó rất là tiện và nó rất là nhàn. Một người làm, có một người cấy một ngày có thể cấy được khoảng 2 sào là chuyện rất là bình thường mà không phải bị đau lưng. Và ai, người lớn, đàn ông, trẻ nhỏ đều có thể dùng cái phương pháp này để đi cấy được. Thì em ở Bắc Giang thì nhiều năm nay đã làm cái phương pháp này rồi. Thì trong một vài cái video mà cơ sở em đang tải lên ấy, cách đây khoảng 2 năm rồi, thì cũng có rất nhiều các bác báo là muốn mua cái phương pháp, muốn làm cái phương pháp mạ khay này. Thì đến ngày hôm nay thì cơ sở em ấy nhập cái khay này về để giới thiệu các bác nào mà thực sự có nhu cầu quan tâm đến cái khay mạ này thì alo trực tiếp cho cơ sở bên em theo hai số điện thoại em nhắc lại ở bên phía góc phải. Và với một cái khay mạ này thì hiện nhà em đang bán với giá là 3.000 đồng các bác nhé. Đây là loại 1, em khẳng định các bác là như vậy. Trên thị trường nó có 3 loại cơ, loại này là loại đắt tiền nhất.
là em bán là chỉ có một loại này thôi để các bác tiện trong quá trình mà mua, vì là cũng không có quá nhiều khách, cho nên là em sẽ lấy loại đẹp nhất, loại dày nhất, bền nhất. Đấy thì là giá 3.000 một khay. Đấy thì trung bình là một xào các bác sẽ tốn khoảng 30 khay, như vậy là đơn hàng các bác sẽ tầm ít nhất là 100 chiếc thì cơ sở nhà em sẽ giao hàng cho các bác nhé. Đấy thì sử dụng nó cũng rất là bền. Giá thì em báo lại là 3.000 đồng một khay. Đấy các bác mua thì tùy theo số lượng cơ sở nhà em sẽ nhân lên. 3.000 một khay là cơ sở nhà em chưa báo cước, bởi vì cái sản phẩm này là em chưa báo cước nhé, chưa báo cước phí. Đấy, cước phí nó dao động tầm độ khoảng 3-40.000 nữa thì sẽ giao hàng tận nhà cho các bác để kiểm tra hàng. Đấy, nó còn vận chuyển đóng gói nữa. Thì đây là một cái những cái khay mạ mà cơ sở em vừa nhập về. Đấy, bác nào mà hôm qua có một bác vừa mới liên hệ thì có thể xem kỹ cái video này giúp em để đặt hàng. Đấy, rất là cảm ơn các bác đã quan tâm đến cái sản phẩm khay mạ trong cái video ngày hôm nay nhà em. Bên cạnh những cái sản phẩm nhà em cung cấp đó là những cái dụng cụ nuôi ong, thì bên nhà em có đầy đủ tất cả những cái dụng cụ kìm kéo phục vụ bà con cắt tỉa cành trong cái mùa này, kéo cắt cành trên cao, và nói chung là đầy đủ các cái dụng cụ nông nghiệp khác. Nhưng trong cái video này thì cơ sở em chỉ giới thiệu về cái khay mạ thôi. Đấy, các bác có nhu cầu mua thì có thể liên hệ các cái sản phẩm khác qua cái việc là cứ điện hai số điện thoại đấy, thì em sẽ kìm kéo rồi các kiểu phục vụ bà con nông nghiệp là đầy đủ hết. Thì video này em xin được kết thúc ở đây nhá. Xin chào toàn thể các bác, và bây giờ em sẽ đóng cái đơn hàng này để gửi cho một khách mở hàng trong ngày hôm nay. Xin chào các bác.